Bây giờ mình sẽ bắt đầu chữa bài tập nhá. Poet, okay. Waiters, okay. Purpose. One way to save the environment. Now, so how do you correct this mistake? To use hoặc using, đúng chưa? Rồi, tiếp câu số 2 này bạn sẽ chuyển thành như nào nhỉ? Expose to. Expose to, đúng rồi. Bị nhiễm phóng xạ, đúng chưa? Tiếp, câu này mình phải sửa như nào nhỉ? Story bị chia xạ số nhiều. Bây giờ nhắc lại cho cô cách sử dụng sum được không? Sum đi với danh từ số nhiều hoặc đi với danh từ không đếm được. Ok. Bây giờ nhá, cái mẫu câu này cô dạy rồi. In order to, to ở đây không phải là giới từ đâu nhá. In order to phải là gì? To verb, bạn ghi lại cho cô lần nữa xem nào. Bạn ghi nhá, so as to, được chưa? Hoặc là in order to cộng với cả verb, được chưa? To verb nhá. Nhìn thấy có to verb chưa? Kiểu như là để làm gì? Mẫu câu dạng nhá, so as to, in order to là những cái mẫu câu nó sử dụng nhiều lắm. Tiếp này, câu 2, you should cool. Đúng chưa? Bạn sẽ làm lạnh cái vết bỏng immediately, được rồi. Này, đây là trạng từ này. What time will land be here? Được rồi. What you mind cộng verb in, được rồi này. This is the first time cộng với cả thì hiện tại hoàn thành, được rồi này. You sent last week, được rồi. Phải là I would like you to meet nhá. Được rồi. You would like somebody to do something. Chưa? Chỗ này có cách gì để Ủa, sao cái chỗ này không sửa được nhỉ? Sit này được rồi, nhớ cho nhớ con kỹ. Ừ. Thế lần sau bạn làm như này cho cô nhé. Nếu như không sửa được, thêm cái dấu gạch này này. Được chưa? Nhìn thấy chưa? Nghĩa là để là coi như là để không nhớ kỹ cho cô nhé, phần do you mind, would you mind mà verb in với cả cái gì đây nhỉ? Động từ ở dạng nguyên thể này, động từ ở dạng quá khứ này. Đấy là hai, đấy là ba cái phần mà xuất hiện nhiều đấy nhá. Được chưa? Phải học kỹ cho cô. Would you mind opening the door, được rồi này. Do you mind if I sit here, được rồi. Và nhớ lần nữa này, đừng bao giờ để mắc những lỗi như câu số 8 và câu số 2. Được chưa? Đấy, như là lúc ban đầu bạn làm mà bị mắc phải lỗi là gì? Sử dụng hai mẫu câu y hệt nhau nhưng lại không đồng nhất về cách chia động từ là không được. Được chưa? Đã gọi là mẫu câu thì nó phải gì? Nó phải thống nhất. Cái này nhá, cho câu hỏi nhá, chứ như câu này đây là thì gì? Thì hiện tại được. Thế đây là thì gì đây? Thì quá khứ đợi. Con nhớ cho cô đừng có bị nhầm nhá. Nhầm, bạn đang bị nhầm này. Cái câu tường thuật ít thì bạn phải lùi thì, nhưng câu bị động thì bạn phải không lùi không gì đâu. Cái chỉ có cái câu ở trong ngoặc ấy, cái câu mà ví dụ tôi nói với anh ta hay tôi hỏi anh ta thì cái đấy mới lùi thì, còn câu bị động thì giữ nguyên thì chứ sao lại lùi thì ở đây. Được chưa? Nhớ kỹ câu bị động nhá. Thì gì giữ nguyên thì đấy cho cô. Đây phải là a. À, đầu tiên bạn nhầm đây là gì? Chữ S này. Thứ hai này, thường nhá, people không cần thiết phải buy people đâu. Cái này là không cần thiết, được chưa? Đây, tiếp câu số 4 bạn đang sai chữ nào? Chữ 1. Đúng rồi, phải sửa thành gì nhỉ? Chữ A. A, vẫn còn lỗi nữa sai là cái gì? Buy we. Bài we phải sửa thành gì? By us.
Thế tại sao bây giờ biết mà ngày thế mà lúc làm lại không biết? Bây giờ cô chưa dạy tí gì đã biết nhá, thế mà lúc làm lại sai. Nào cô nhắc cho một điều quan trọng đây, rất là quan trọng, khi mà trong câu mà chủ ngữ ví dụ là we này, hay là they hay là people nhá, được chưa? Đấy, mà nó đòi bạn là phải chuyển thành câu bị động ấy. Đấy, thì thực chất ra là không cần thiết phải thêm cái by, được chưa? Khi mà chủ ngữ là những từ này ấy, thì không nhất thiết phải by để làm gì. Khi mà con nhớ nhá, khi con làm nhá, mà ví dụ người ta cho chủ ngữ là we hay là they, thì nếu như con không nhớ được là by them hay by us thì tốt nhất là con đừng gì? Đừng gì đấy? Không cần viết. Đúng rồi, không cần viết vào, nhớ chưa? Khi mà chủ ngữ là we này hay là they hay people nhá, mà bạn không thể nhớ nổi là rốt cuộc by we hay là by us, by them hay by they, thì tốt nhất là bạn đừng ghi vào. Bạn không ghi vào ấy thì người ta sẽ cho bạn một là đủ điểm, hai là ai mà người ta quá khó tính nữa thì người ta trừ một tẹo, được chưa? Nhưng mà nếu như bạn để sai thì người ta sẽ trừ như nào? Trừ thường là trừ nửa điểm đến hay là trừ hết, được chưa? Nên tốt nhất là khi chủ ngữ là những từ này này mà con không thể nhớ nổi thì con đừng ghi vào cho cô. Tiếp, câu 5 sai ở đâu đây? Ghi lại mẫu câu cho cô xem nào. Is nhá, cộng tính từ phải cộng với to verb. Được chưa? Bạn ghi lại mẫu câu, sau đó lấy ví dụ ra. Lấy luôn ví dụ câu này ra để it's interesting. Vậy là to learn English nghĩa là rất là gì? Thú vị khi học gì? Tiếng Anh, được chưa? Hoặc là bạn dùng để học tiếng Anh thì cho nó sát sạch sạch rồi. Đấy. Thế bây giờ lấy một ví dụ khác nhá. Bây giờ bạn thử dịch cho cô này ra tiếng Việt này. Rất nguy hiểm để đi, ví dụ đi xe đạp mà không có mũ bảo hiểm, nó như nào? It is very dangerous. Để đi xe đạp nó là to ride a bike. Đúng rồi, ride a bike without a helmet. Helmet, được chưa? Đấy. Nếu như có cần thiết con tự về nhà con làm cho cô cái dạng bài, tự ngồi nghĩ ra các cái câu dạng dạng như thế rồi tự gì? Tự phải luyện nhá. Bạn nhớ là cái dạng mẫu này là những mẫu câu đơn giản nhất. Cái gì mà đơn giản nhất thì thường sẽ bị rơi vào để người ta cho bạn gỡ điểm, được chưa? Để người ta cố gắng để bạn đạt được tầm 5 điểm, hiểu chưa? Đấy, nên con phải cố gắng những câu càng dễ làm càng phải học kỹ. Khó mà sai người ta sẽ châm trước, nhưng dễ mà sai thì thôi đi luôn. Xong chưa? Yes, check không chưa? Yeah. Bây giờ mình sẽ bài này nhá. Bây giờ câu hỏi này, cái từ C là đáp án A store phải sửa thành gì? What was store? Nhưng mà tại sao lại phải word store ở đây? Tại sao tự nhiên lại phải word với words ở đây nhỉ? Bây giờ nhắc đây, nếu như sai động từ thì phải nhìn vào chủ ngữ. Nghĩa là động từ và chủ ngữ nó có mối liên hệ, thì bạn nhìn cái từ information đây nó là gì? Danh từ. Thì danh từ rồi, nhưng danh từ như nào? Danh từ số nhiều. Có nhìn thấy S không mà số nhiều? Danh từ số ít. Thế thì nó sai, C tại sao sai, bây giờ sửa thành cái gì? Is store. Đúng rồi, is store. Bạn nhớ cho cô thực ra information nó là danh từ không đếm được, được chưa? Mà không đếm được thì chúng ta sử dụng như là số ít. Đúng rồi, nhớ nhá. Danh từ không đếm được thì sử dụng như là số ít. Information thực ra là không đếm được, được chưa? Is store. Đấy.
Nhớ cho cô là cô kiểm tra lại bất kể lúc nào đấy, mà kiểm tra lại mà để sai nữa là sao? Chết phạt luôn. Would you mind if được rồi, câu này B sai thì bây giờ mình phải sửa như nào? Asking. Ôi giời ơi. Con có chép bàn đấy. Chị Thanh đúng thôi nhưng mà sai. Chơi tìm khi mà would nhìn thấy would you mind nhá, lại còn có if I thì phải sửa như nào? Thêm thêm S à? Ôi sao út. Nào bây giờ cô đề nghị con ghi lại cho cô một lần nữa, và lần sau mà con còn để sai sai bài này nữa nhá thì là cô bắt chép phạt thật đấy. Cô bảo mẹ không trốn được đâu. Là bạn làm nhá. Ví dụ bạn do you mind này, thấy chưa? Hoặc là would you mind, bạn nhìn thấy nhá, thì bạn cộng verb in luôn. Nhưng mà ví dụ do you mind if I thì bạn cộng với cho cô là verb thường, được chưa? Bạn ghi rõ verb như thế. Và would you mind if I cộng với verb ed, được chưa? Bạn phải nhìn kỹ là nó có cái từ if I không nhá, chứ không phải cứ nhìn thấy do you mind, would you mind là bạn tương verb in vào luôn. Không phải như thế. Phải nhìn kỹ là có cái if I không, nhớ chưa? Đấy. Khi không có if I thì verb in. Còn khi có if I thì bạn lại phải ngồi nhìn sang chữ gì? Khi nhìn thấy if I rồi thì lại nhìn sang cái gì? Chữ do và chữ would. Đúng rồi, được chưa? Khi nhìn, thứ nhất làm dạng bài do you mind, would you mind này, đầu tiên xác định xem có từ if I không. Không có if I thì bạn verb in. Còn có if I thì bắt đầu lại nhìn sang do và nhìn sang would, được chưa? Đấy. Cần thiết ghi lại lần nữa xem nào. Không trốn tránh trách nhiệm đâu nhá. Để bài này sai như này là không được. Không khác gì môn toán đâu. Sai cả. Rồi. Tiếp này. Tiếp câu 27 bạn sẽ sửa như nào? We left the school. We left school. Bỏ gì nhỉ? Bỏ chữ have. Đúng rồi, bởi vì sau since là thì gì? Hỏi lại. Thì quá khứ đơn. Đúng rồi, sau since quá khứ đơn, trước since là hiện tại hoàn thành, được chưa? Câu này thực ra không đúng nhá. Phải là dịch như nào? Họ gặp cô ấy trong khi họ đang băng qua đường. Bạn hiểu chưa? Phải là trong khi đang đi thì gặp. Phải là đáp án gì? Đang đi qua đường thì gặp. Đúng rồi, phải là they were crossing the street nhá. Phải là they met her while they were crossing the street. Được chưa? Đấy. While they were crossing the street. Nghĩa là đang làm cái việc là đi qua đường thì gặp. Câu 29 này. Cô ấy. Hả? Sao sao? Con dịch cái câu 28. Hả? Cái gì cơ? Lúc nãy là con dịch câu 28 nhỉ? Rồi. Lần con biết tại sao con nhầm không? Vì con vẫn ẩu. Chứ cô thấy nhiều câu thực ra là chỉ cần bạn nhìn lại lần hai thôi là bạn tự nhận ra, không cần cô phải dạy. Được chưa? Nhưng cái chính là bạn phải cẩn thận gì? Cẩn thận hơn. Được nhá. Con biết tại sao nhá, kể cả cô công nhận là sau này bạn sẽ không theo ngành tiếng Anh đâu. Nghĩa là nhìn bạn thì cô nghĩ là bạn sẽ theo ngành toán tin. Đúng không? Và bạn cũng thích học toán và học tin. Nhưng mà nhá, bạn vẫn nên cố gắng học tiếng Anh, cố hết sức. Và chuẩn xác tại sao bây giờ người ta đang có cái gì? Khi có bằng IELTS sẽ được gì? Tuyển thẳng đại học. Nhá. Đấy. Nên là con cố gắng, kể cả dù sau này con không theo hẳn ngành tiếng Anh, nhưng con vẫn cố từ đây cho đến năm cấp 3 cho cô, là con sẽ cố học tiếng Anh tốt, chuẩn xác, để con có bằng IELTS thì con không phải thi tiếng Anh vào đại học nữa. Được chưa? Thì con sẽ đỡ một cái áp lực. Con có biết là thi IELTS thực ra nếu như để bạn đạt 5 chấm dễ hơn rất nhiều để bạn đạt 8 đến 9 điểm đại học không? Thật sự là như thế. Được chưa? Nên nếu như con mà muốn ấy, thì con phải cố học tiếng ngay từ bây giờ, lên lớp tầm lớp 11 con thi IELTS. Lớp 11, 12 bạn thi IELTS là bạn không cần phải thi đại học môn tiếng Anh nữa.
bạn sẽ đỡ rất là nhiều. Bây giờ con cố gắng học để có cái gì? Cái nền tảng. Nào câu này nhá. Bạn nhìn này. Nếu như trong câu này nhìn như thế này thì bạn đang có đến hai động từ liền. Bạn nhìn thấy đây là một câu không có từ nối nhá. Hiểu chưa? Không có từ nối and but so, không có một từ nối nào mà lại có đến hai động từ là look và play là sai. Một câu đơn không thể có hai từ động từ được. Được chưa? Phải là một câu gì? Câu ghép hoặc câu phức thì mới được có hai động từ. Đấy, thế câu này phải làm thế nào? Đáp án C. C đúng rồi, thế phải chuyển thành gì nhỉ? Playing. Playing đúng rồi. Nhớ cho cô thực chất verb in chính là danh từ. Được chưa? Thực chất verb in ý, nó chính là, nó gọi là danh động từ đấy. Verb in nó là danh động từ, nghĩa là verb in thực chất được sử dụng như là danh từ. Đấy, nên là ở đây bạn sẽ chuyển. Và thực ra nhá, câu chuẩn của câu này là gì? They happily looked at the children. Được chưa? Who were playing in the yard. Thế thì câu này chính là dạng câu loại bỏ đại từ quan hệ. Thế thì bạn sẽ loại bỏ ví dụ từ who này. Và cái này luôn, bạn chỉ giữ lại verb in. Được chưa? Cái này có lần một lần cô dạy rồi đấy. Nghĩa là bạn phải làm thế nào để bạn đưa cái câu này nó về một câu, ví dụ như là câu gọi là câu ghép, câu phức. Được chưa? Câu ghép chẳng hạn. Đấy, nó phải có từ nối. Từ who ở đây nó chính là từ để nối hai vế. Chứ không bao giờ một câu đơn tự nhiên lại bạn lại đưa cả gì? Cả hai động từ vào được nhá. Một câu đơn, một động từ thôi. Nên là đây phải C thì... Đấy. Dịch ra này. Họ nhìn vào những đứa trẻ, những người mà đang chơi ở trong vườn, đang chơi ở trong sân, được chưa? Cố gắng làm cho cô dịch ra như thế nào để đưa được câu đấy về dạng gì? Đại từ quan hệ, mệnh đề quan hệ, được chưa? Đấy. Và mệnh đề quan hệ thì cô dạy rồi. Và loại bỏ mình để loại bỏ cái đại từ quan hệ đi thì bạn chuyển động từ sang verb in nào, được chưa? Đấy, đối với câu chủ động, còn đối với câu bị động thì bạn đưa động từ ra là gì? ED, được chưa? Câu bị động ấy là bạn giữ lại cái phân thứ hai, được chưa? Cái dạng này là phải luyện nhiều, dạng này cũng hơi bị khoai đấy. When he was knowing the answer immediately, đáp án C. Đúng rồi, đáp án C sẽ là gì nhỉ? He knew. Knew. Được chưa? Thường nhá, thường này, từ know biết ý, thường không ở ở thì tiếp diễn. Được chưa? Thường cái từ biết ý, bạn biết một cái gì chứ bạn không, thường nó không nói là đang biết, mà bạn là phải là cái hành động đấy nó đã gì? Đã có rồi, nó luôn luôn tồn tại trong bạn rồi, chứ không phải là bây giờ bạn mới tự nhiên lại một hành động đang biết. Nó không có cái hành động đang biết. Ví dụ bạn đang ăn, đang ngủ, đang chơi. Được chưa? Chứ bạn không đang biết. Bạn biết là biết, không biết là không biết. Chứ không phải là đang biết lúc này xong đó lúc sau thì hết biết. Được chưa? Thường người ta hiểu là như thế. Từ biết này, know thường không ở thì tiếp diễn. Được chưa? Thường không ở thì tiếp diễn. Không ở thì tiếp diễn chứ không phải là không ở verb in đâu nhá. Verb in lại là cái kiểu khác đấy. Nghĩa là đây là thì, nó là chia theo thì nó thường không ở thì tiếp diễn. Đấy. Thì ở đây có bao nhiêu câu và bạn đang sai bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rất là bài thì ngắn nhưng mà sai để đến 6 câu là hơi bị nhiều đấy. Chưa? Toàn những câu làm rồi. Thế thì ở phần này nhá, hôm nay cô sẽ cho một phần nó cũng tương tự như này nhưng cô thay một tí. Được chưa? Để bạn được ôn nhiều. Cố lên nhá. Bây giờ mình sẽ làm phần reading này của Pet. Khi nào cô thấy là con bắt đầu con... Có khi là khi nào qua cái gì nhở? Cái kỳ thi học kỳ 2 của con ý. Thì mình sẽ bắt đầu mình lại trở về như ngày trước là mình sẽ luyện tập speaking nhiều hơn. Còn bây giờ bạn đang... Mục tiêu của bạn và của cô nhá là chúng ta cố gắng mình được điểm đứng thứ 2 lớp. Được chưa? Mình cố gắng mình đạt điểm cao hết cỡ cho cô. Now this is on duty. Cô nghĩ là bạn chơi game phải biết mấy từ on duty, phải off duty rồi.
thử dịch ra xem nào, có hiểu không? Không. Không biết. Ví dụ on duty nhá, là bạn ví dụ đang làm nhiệm vụ hay là đang làm việc. Ví dụ nhá, bạn là một người lính, bạn là một soldier chẳng hạn. Thế là bạn đang on duty, nghĩa là bạn đang, ví dụ bạn đang gác cổng chẳng hạn, lúc đấy là bạn đang on gì? On duty, được chưa? Yeah, on duty hoặc là on duty nhá, on duty. Còn off thì nghĩa là bạn đang gì? Không gì? Không làm nhiệm vụ. Hoặc là không làm việc. Nghĩa là bây giờ ví dụ nhá, bạn phải gác cổng từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, được chưa? Thế thì đến lúc 9 giờ tối thì bạn bảo là I'm off duty, nghĩa là tôi đã gì? Hết nhiệm vụ, đúng chưa? Đang không làm nhiệm vụ nữa. Có thể ghi vào nếu cần. Rồi tiếp này, employment nó là danh từ nhá. Là work hay là job chính là cái công việc. Cái việc làm, việc làm của bạn. Ví dụ bạn out of employment nghĩa là bạn thất gì? Thất nghiệp. Thất nghiệp, đúng rồi. In use chính là being used, nghĩa là được gì? Được sử dụng. Yes. Nào, flat là cái gì đây con? Hoặc là apartment là gì? Căn hộ. Căn hộ, đúng rồi. Nhớ nhá, flat là tiếng Anh, còn apartment Anh Mỹ. Đấy, cả hai từ mang nghĩa là căn hộ. Được chưa? Nào, on duty này. Ok, now repeat after me. On duty. On duty. Yes. Off duty. Off duty. Off duty. Yes, this is employment. Employment. Employ. Cái trọng âm rơi vào từ ploy nhá. Tiếp này, flat. 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 Yeah. Flat. And this is apartment. Apartment. Yeah, apartment. Okay. Nào bây giờ làm cho cô bài này được chưa? Làm cẩn thận vào nhá. Không có từ gì mà không biết thì hỏi cô. Và bây giờ cô kiểm tra lại từ cũ đây. Nào hỏi emergency là gì? Học rồi nhá. Bây giờ kiểm tra lại. Ví dụ nhá, mà bị tai nạn, đúng không? Thì phải gọi một cái emergency là cái gì? Xe cấp cứu à? Đúng rồi, thì emergency nó thực ra nó là cấp cứu thôi. Hoặc là khẩn cấp. Hoặc là mình dịch là trường hợp gì? Khẩn. Để bạn ghi vào nhá. Rồi, emergency. Hôm nay ghi vào để hôm nay lại kiểm tra từ mới đấy. Cô cứ lặp đi lặp lại từ mới thôi, ôn liên tục. Ôi, cái emergency nó có bằng cái từ khua chứ chị không? Từ gì cơ? Cái từ khua, cái chứ chị. Con viết lên bảng chưa cô? Cái từ này. Cái từ cure nhá. Cure nó là chữa trị mà con có liên quan gì đâu. Cure đó là chữa trị nha. Còn cấp cứu ở đây ý là khẩn cấp ấy, chứ không phải là chữa trị, không phải là cấp cứu ở đây không. Cái từ cấp cứu ý là khẩn cấp, chứ không phải là ý là bạn làm cái gì, làm cái hành động cấp cứu cho ai, không phải nhá. Thôi thì con gạch cho cô cái từ cấp cứu đây đi, cho nó hiểu. Đấy. Nó cái từ emergency nghĩa là cấp khẩn cấp nhá. Đấy, chứ không phải là cái từ cấp cứu nghĩa là gì? Nghĩa là một tình huống kiểu như là một tình huống khẩn cấp ấy, được chưa? Đấy, còn cái từ cứu chữa lại là khác.
cure kia là cứu chữa, được chưa? Nghĩa là bạn chữa trị bệnh, bệnh bệnh gì đấy phải uống thuốc, phải chữa trị bác sĩ, phải chữa trị cho là khác. Được chưa? Đây là khẩn cấp, nó khác. Ai cả. Ok, bây giờ còn từ gì không biết không? Nếu như biết hết rồi thì bây giờ bắt đầu làm cho cô câu 1, 2 nhá. Làm nhá. Go to the toilet. Nào bây giờ mình sẽ xem nhá. To Heidi nghĩa là gửi đến Heidi này. Ruth, Ruth sẽ là mọi người gửi đến Heidi. Chúc mừng cậu vì gì? On the new job là sao? Chúc mừng bạn đã có một công việc mới. Đúng rồi. Do you think they would take me as well? Sẽ là như nào nhỉ? Cậu có nghĩ rằng là họ sẽ cũng sẽ nhận tôi không? Đúng rồi. Đấy nghĩa là chắc là cậu có nghĩ là tớ cũng sẽ được nhận vào công ty đó không, được chưa? Cũng giống như cậu này, tớ sẽ available là gì? Nhắc lại từ này, available là sao? Nghĩa là bây giờ cô hỏi nhé. Ví dụ như buổi tối bạn available, nghĩa là bạn free, nghĩa là gì? Tự do. Rảnh. Được chưa? Ở câu này ý là tớ sẽ rảnh từ đây cho đến tận tháng tháng 9. Rảnh ở đây available nghĩa là bạn đang không có một công việc nào đấy, được chưa? Bạn vẫn đang rảnh. Được chưa? Đấy, nhớ đấy. Would you tell them about me? Cậu có thể nói với họ về tớ được không? Ý là cậu có thể giới thiệu tớ cho cái công ty đấy được không? Thì phải là gì? Bạn Ruth này này, bạn ý muốn Heidi hãy giúp mình để ý, kiếm việc đấy, để giới thiệu việc làm cho mình đấy. Được chưa? Nào, ở đây có từ security mình cũng học rồi, nghĩa là gì bạn? An ninh. Đúng rồi, an ninh. Ví dụ nhá, security cameras in use nghĩa là như nào? Những camera an ninh như nào? Camera an ninh được sử dụng xung quanh tòa nhà, được chưa? Cái từ guard này chúng ta trong từ bodyguard ý. Bạn biết là gì không? Ví dụ nhá, bạn là một nhân vật. Ví dụ từ bodyguard nhá, bạn tưởng tượng như được là bảo vệ. Đúng rồi, được bảo vệ. Đúng rồi, được bảo vệ.
Để làm cho cô nhá. Ở trong này này, we have many flats available thì bạn dịch là gì? Có sẵn, được chưa? Nói về người thì là người ta rảnh. Còn nếu như mà nói về đồ vật thì là có gì? Có sẵn, được chưa? Cái phần hai câu này cũng dễ, ba câu này cũng không khó lắm. Yes. Đấy, ba câu này thì cô nghĩ là cũng không có gì để mà phải hướng dẫn nữa đúng không? Rất là dễ. Nghĩa là join them chính là join những người đi đến những cái club, đến cái câu lạc bộ đúng chưa? We have many flats available to rent in this area. Bây giờ cô hỏi từ rent nghĩa là gì hả bạn? Thuê. Thuê, đúng rồi. Chúng tôi có rất là nhiều đúng không? Ý là họ đang bày bán, họ đang bán rất là nhiều gì? A choice of flats to rent. Rất là nhiều các lựa chọn đúng không? Đấy, về các cái căn hộ. Đấy, rất là nhiều lựa chọn. Bây giờ bài này nhá, cô muốn là con sẽ chụp lại cho cô cái chờ một chút nhé. Bài này nó hơi bị dài quá. Mình sẽ làm bài khác. Thế bây giờ bạn làm bài này cho cô. Chụp lại cho cô cái đây, bạn chụp lại cho cô cái này nhá. Có điện thoại chụp lại. Con chụp này thì chụp bằng gì cũng được, tùy. Xong chưa? Rồi. Đấy. Đây, ở đây người ta có một số các cái từ mà bạn có thể, ví dụ này, terminus, cái ga cuối này. Tiếp này, headquarters, trụ sở chính. Miniature, nghĩa là nhỏ này. Locomotive, đầu máy xe lửa này. Postage, bill phí. Thế ở đây thực ra là cô chỉ cần bạn ghi cho cô từ headquarters và vở thôi. Từ này quan trọng nhất, còn mấy từ kia thực sự cũng chưa quan trọng lắm. Được chưa? Nhưng mà con cũng có thể chụp lại để có thể làm được bài đọc. Nghĩa là sau khi có những từ này thì có thể làm bài đọc. Còn cái việc mà học thuộc thì cô chỉ yêu cầu bạn học thuộc cho cô từ headquarters thôi.
Okay. Nghĩ là đau đầu đúng không? Đi mà cuối. Rồi sau con ghi đáp án lên màn hình hay là Đây con cứ ghi đáp án vào vở là được nhá. Đấy sau đó con đọc cho cô là được. Cái từ sơ trên là cái Là một kiểu như là đâu nhỉ? Đây, cái chính là bạn phải ở đoạn mấy đấy con? trong cái phần cái đọc cái chỗ để ghi bé à? Ở cái khu New Park, a mini park hay là a famous railway hay là cô biết là từ certain này rồi nhưng Trường mà này thực ra từ đấy nó là ý là ở một khu vực nào đó, bạn có thể dịch là kiểu như là ở một khu vực nào đó nhá, dịch là nào đó cho cô nhá.
Từ đấy thực ra ở trong bài văn thường nó cũng chỉ là từ gì? Từ để thêm thôi, nó cũng không quan trọng lắm. Ví dụ, a certain area ý là một khu vực nào đó, chưa? Dịch là nào đó. Ok. Là camera của bạn có thể là nó đã bị gặp phải một vấn đề giống camera của cô ngày trước trước. Có thể là bạn sẽ phải kiểu như là update hoặc là gì đó cái drive. Có một nào? Là B này, nghĩa là bạn đã bị sai một cái đúng không? À, B. Một bạn chọn A hay B? 11 là A, 12 là B. Rồi. Đây 11 là B, 12 thế nào? 12 là A, ngược. Tiếp 13 nào? 13 là B. Ừ, 14. 14 là B. 15. 15 là B. Rồi, tốt, 16 tiếp cố lên. 16 là A. Rồi, 17. 17 là A. Yes, good. 8 nào.
Đáp là A. Đáp là B. Tiếp 19 nào. 19 là19 là A. Tiếp 20, cố lên thôi nào. là A. Rồi, tổng cộng đây có bao nhiêu câu? 10 câu, sai 4 câu. Mới được 6 trên 10 nhá. Thế thì ở đây cô sẽ ghi lại là bạn đang sai những câu nào, sau đó thì cô sẽ chữa vào buổi sau nhé, vì bây giờ cô lại có tiết tiếp ấy, không kịp. Được chưa? Thì con đang bị sai những câu 11 này, 12, mười mấy nữa nhỉ? 18 à? Và bao nhiêu? 18, 18, 19. 19. Rồi, 11, 12, 18, 19 đúng không? Cái này thì hôm sau mình sẽ chữa lại cho bạn nhé. Đấy. Nhưng mà hôm nay nói chung là thời gian cũng không được nhiều khi làm bài này. Thực ra bạn làm 6 trên 10 cũng không phải là quá kém. Rồi lần sau cô sẽ chữa cho bạn và cố gắng lần sau càng ngày càng làm đạt tầm 70% nhé. Khi nào đạt được khoảng 70% thì lúc đấy cũng khá là tốt rồi đấy. Ok, thank you and see you next time. Bye bye. Have a nice have a good night. Dự trù.